Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục em lên cho anh em và các bác một cái mẫu dây tín hiệu tới từ hãng Macintop anh em nhé, một cái hãng rất là nổi tiếng của Mỹ. Đấy, thì anh em nào mà chơi audio chuyên nghiệp rồi thì không còn lạ gì cái dây cái hãng của Macintop này nữa rồi. Đây anh em thử nhìn. Hãng Macintop này thì em sẽ thì nó chuyên sản xuất về đồ audio anh em nhé, chuyên sản xuất về đồ âm thanh từ âm ly này, đầu đĩa này. Đấy, hay đến từ loa nó cũng có luôn. Đấy, toàn những đồ xịn thôi. Đấy, thì hôm nay em cũng lên cho anh em một cái mã dây của dây Macintop. Đây. Đấy, đây. Dây trên dây thì nó có cả chiều điều hướng mũi tên này. Đấy, nhiều anh em hay gọi nó là dây chống nhiễu một chiều đấy ạ. Đấy, gọi là điều hướng mũi tên thì nó không bao giờ bị gọi là bị chạy ngược lại, tín hiệu không bao giờ bị dội ngược lại, nên là chất âm nó cực kỳ sạch sẽ khi anh em chơi này. Và đặc biệt nhất là cái dây này nó sẽ hay hơn ở khi anh em đánh nhạc high end hay là nhạc và trữ tình, nhạc vàng đấy ạ. Đấy, chi tiết cả ba dài. Đây, anh em thể nhìn một vòng. Đó, dây thì bản to, rất là to. Đấy, rất là to và nó mềm. Mềm cực kỳ. Cái dây này thì em hay bán cho những anh em chơi mixer, anh em cần những cái nhạc chất lượng cao đấy thì rất nhiều anh em lựa chọn cái dây này mà lúc nào cũng được phản hồi rất là tích cực, khen rất là nhiều cái dây này. Đó, thì đây là một cái mẫu dây mà anh em nào mà chưa biết thì em cũng muốn giới thiệu luôn, còn anh em nào biết rồi thì có thể để lại cái lời bình luận cho em nhé. Rồi thì hôm nay em muốn đầu tiên là show cho anh em nhìn cái lõi dây, thì rất nhiều anh em bảo tại sao cái dây này bên trong nó có cái gì mà nó lại hay như vậy, chất âm nó lại ra chi tiết cả ba dải như vậy. Đấy, thì hôm nay em sẽ review chi tiết luôn cho anh em. Thì cái đầu tiên, cái cốt dây này, anh em thì nhìn cái cốt dây thì lúc nào trên dây nó có chiều ra. Đấy, chiều ra và chiều vào âm ly như thế này. Đó, dây mềm, cực kỳ mềm. Và dây có một bảng màu xanh, xanh lá rất là đẹp, xanh lá đậm. Đây, tuốt luôn cho anh em nhìn cái lõi nhé. Bên trong thì nó sẽ có gồm 4 lõi. Anh em thì nhìn đây, 4 lõi, 2 lõi đỏ và 2 lõi đen này. Đây, tuốt luôn cho anh em nhìn nhé. Đấy, rất nhiều anh em thắc mắc mà không được xem cái lõi này mà tại sao cái lõi nó lại hay như vậy. Đấy, thì hôm nay sẽ cắt chi tiết luôn cho anh em nhìn, sâu luôn cho anh em nhìn cái lõi dây, để mà nói cái vỏ của nó mềm nhưng mà rất là sai, rất là dai anh em ạ. Để em nhìn rất là dai, đây rất là dai luôn ạ. Để tuốt cho anh em nhìn nhé, để mà nói em mà tuốt xuống đây cũng rất là khó rút. Đây em tuốt một tí đầu đã rất là khó rút rồi này. Đấy, rồi đầu tiên là cái vỏ nó rất là dày dặn anh em nhé, cái vỏ nó rất là dày dặn đó. Rồi tiếp theo bên trong này có một cái lớp gọi là lớp chống nhiễu đấy, lớp chống nhiễu không thể thiếu rồi. Dây tín hiệu thì bắt buộc lúc nào cũng phải có lớp chống nhiễu. Rồi lớp chống nhiễu rất là mềm. Rồi tiếp theo bên trong nó sẽ có thêm một cái lớp gọi là lớp giấy bạc. Em thì nhìn đây. Đấy, giảm nhiễu tối thiểu luôn. Dây này giảm nhiễu tối thiểu luôn. Anh em nghe cực kỳ sạch sẽ mà nó chi tiết. Đặc biệt là ba dải lên đều nhau, nghe cực kỳ phê, cực kỳ hay. Rồi bên trong thì anh em thì nhìn đây, bên trong sẽ có bốn lõi, hai lõi đen và hai lõi đỏ. Đấy. Thì tại sao mà dây nó lại ra được ba dải chi tiết thì anh em nhìn cái lõi nhá. Đây tốt cho anh em nhìn. Đây, anh em thể nhìn đây. Bên trong một lõi của nó có rất là nhiều lõi nhỏ này. Anh em nhìn có cả đồng cả bạc này. Đây của nó sẽ có cả đồng cả bạc, anh em sẽ nhìn kỹ đây. Em sẽ quay sát cho anh em nhìn. Đấy, sẽ có cả lõi đồng và lõi bạc nó trộn lẫn vào nhau. Nên là tại sao chất âm nó ra cực kỳ chi tiết và ba dải đều nhau. Đây. Đây ạ. Đấy, em nhìn cái lõi đồng không ạ? Lõi đồng và lõi bạc này nó trộn lẫn vào nhau này. Lõi đồng thì nó sẽ lên được giải bát và lõi bạc nó sẽ lên được giải trung chép anh em nhé. Và lõi rất là mềm. Đấy, nên sao cái hãng Macintop này sản xuất ra dây tín hiệu lại hay như vậy. Kể cả dây loa của hãng Macintop cũng rất là hay, đánh ba dải ra cực kỳ chi tiết. Đây. Đấy. Rất nhiều anh em và các bác thì khi mà mua những cái dây rời của bên em này về này, cái dây này cũng khá là cao anh em nhé. Đây là một giá tầm trung, đây một mức cái dây Macintop này thì nó ở phân khúc tầm trung.
Đấy, như một mét dây của Makitox này thì nó sẽ rơi vào tầm 190.000 đồng cho một mét dây rời như thế này. Đấy, 190.000 đồng cho mét dây rời. Nếu mà anh em nào quan tâm đến anh em thợ nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Đấy, liên hệ trực tiếp với em để mua những cái mét dây của Makitox bãi Mỹ này nhá. Rồi bây giờ em sẽ báo giá cho anh em và các bác những cái mẫu dây. Nếu anh em nào muốn những bộ dây hoàn chỉnh, đấy, như từ vang xuống âm ly này, đấy, Canon cái ra V này, đấy, có mức giá là 850.000 đồng cho một cặp. Đây, đây một cặp gồm mà hai sợi dài 1 mét anh em nhé, hai sợi dài 1 mét, đấy, âm mà dương đây, đấy, đầu carbon hoàn toàn luôn. Đấy, đặc biệt hơn là cái đầu khóa gen này này, đầu cao AV khóa gen này, anh em thấy nhìn. Vậy rất nhiều anh em vào hỏi em là tại sao cái đầu này nó cắm chắc thế mà anh không rút được ra, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn luôn cho anh em cắm cái đầu rắc AV khóa gen này nhá. Thì đầu tiên khi anh em nhận hàng thì lúc nào bên em cũng xoáy vào cho anh em như này. Bây giờ anh em muốn cắm vào thì anh em phải xoáy ra, gọi là mở khóa đấy, mở khóa. Rồi đây, hiện tại trên tay em đang là một cái bộ chuyển AV 1:4, anh em cắm vào. Đấy, anh em cắm vào đúng không ạ? Đấy, rồi chúng ta sẽ khóa vào. Chúng ta vừa mở ra rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ khóa vào này. Đấy, khóa vào. Khóa chặt vào. Và nó tiếp xúc, gọi là tiếp xúc không bị mo ve. Khi mà anh em nghe tín hiệu mà nó có bị mo ve ở trên loa ấy, là do dây tín hiệu của mình nó tiếp xúc chưa được tốt anh em nhé. Tiếp xúc chưa được chuẩn thì cái dây này nó sẽ khắc phục được cho anh em cái khuyết điểm đấy. Gọi là rút nó sẽ không ra được. Đây, anh em nhìn, nó rất là chắc chắn. Nó rất là chắc khi anh em dùng cái đầu khóa gen này, và khi anh em muốn tháo ra mà chẳng may anh em mà quên ấy, thì rất dễ bị lỗi cái đầu AV này. Còn anh em muốn tháo ra, anh em phải mở cái khóa ra. Đấy, mở khóa ra. Đấy, thì em rút ra. Đấy, em thấy dễ dàng không ạ? Đây, mở khóa này, rút này. Đấy, rất là dễ dàng. Khi anh em khóa vào hầu như là sẽ không rút được, mà chẳng may anh em cố rút ra thì nó sẽ rút luôn cả cái cầu này ra. Đấy, nên nó sẽ có hai cách, một là khuyết điểm, hai là ưu điểm. Cái ưu điểm của nó là tiếp xúc cực kỳ tốt, và cái khuyết điểm của nó là chẳng may anh em mà quên thì nó sẽ làm hỏng thiết bị của anh em. Đấy là khuyết điểm của nó thôi, chứ cái khuyết điểm, cái ưu điểm của nó rất là tốt anh em nhé. Rồi tiếp theo đến là những bộ dây AV. Nếu anh em nào muốn mua những bộ dây AV của Makitox thì sẽ có mức giá là 800.000 đồng cho một cặp như thế này. 800.000 đồng cho một cặp dây AV Makitox bãi Mỹ, hai đầu AV khóa gen như thế này, đầu carbon cực kỳ đẹp như thế này, mức giá là 800.000 đồng. Còn anh em nào chơi mixer từ ví dụ anh em chơi từ vang xuống đẩy thì anh em cần những bộ dây Canon đực cái như thế này. Đấy, thì có mức giá cao hơn một chút là 950.000 đồng cho một bộ. 950 anh em nhé. Đấy, nếu mà anh em nào mà chơi dàn full hát karaoke mà cần chất âm chi tiết thì chơi dây Makitox này nó quá là đỉnh. Nó là đỉnh của đỉnh. Cực kỳ hay. Đấy, chỉ có 950.000 đồng cho một bộ thôi, dài 1 mét anh em nhé. Có anh em nào cần dài 1,5 mét hay là anh em dài 2 mét. Đấy. Thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Ok, còn cái bộ dây cái da V hay đực da V thì có mức giá là 850.000 anh em nhé. Đấy. Canon đực và da V và Canon cái da V sẽ là 950.000. Rồi. Ok, thì vừa xong thì em có lên cho anh em gọi là chi tiết cái lõi dây của cái dây Makitox, tại sao nó hay như vậy. Nó là đấy, lõi cả đồng cả bạc trộn lẫn vào nhau, nên là cái dây nó rất là hay. Đấy, anh em có thắc mắc gì hay là cần những sản phẩm nào của bên em thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.